Diễm Thi và Trân Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi sẽ mở đầu bản tin sáng thứ 6 ngày mùng 5 tháng 10 với một số tin tức đáng chú ý. Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê. Trung Quốc dự hội nghị của IMF World Bank tại Nhật. Thưa quý vị, Việt Nam năm nay thu hoạch hơn 1 triệu 600 ngàn tấn cà phê trị giá 3 tỷ đô la, đồng thời đứng đầu thế giới về xuất khẩu sản phẩm này, tính đến thời điểm này trong năm nay. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn loan tin này hôm qua. Lượng cà phê hạt năm nay là sản lượng cao nhất từ trước tới nay của Việt Nam. Ngoài ra, tin Reuters cho hay dự trữ cà phê trong dân và doanh nghiệp ở Việt Nam đang ở mức từ 100.000 cho đến 150.000 tấn, đưa tổng sản lượng cà phê Việt Nam lên 1.700.000 tấn. Trong tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu 96.000 tấn cà phê, mang về 171 triệu đô la, đưa tổng lượng cà phê xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm lên hơn 1 triệu 300 000 tấn, tăng hơn 36% so với năm ngoái. Tổng cục thống kê dự đoán trong vụ mùa 2011-2012, Việt Nam có thể xuất khẩu được 1 triệu 600 000 tấn cà phê bằng sản lượng thu hoạch tính tới tháng 9. Thị trường điện thoại di động của Việt Nam tiếp tục xuống dốc do khó khăn về kinh tế và lạm phát đã cản trở sức mua của người tiêu dùng. Công ty IDC chuyên về công nghệ thông tin tại Việt Nam cho biết như vậy hôm qua. Theo báo cáo hàng quý về thị trường điện thoại di động tại khu vực châu Á Thái Bình Dương của công ty, thị trường này của Việt Nam đã giảm 18% trong quý 2 của năm 2012. Tuy nhiên, mức tăng trưởng tính theo năm vẫn đạt hơn 10%. Số đơn giao hàng điện thoại di động đã giảm trong hai quý từ mức 8 triệu đơn vị trong quý 4 của năm 2011 xuống còn 7 triệu trong quý đầu năm nay. Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm qua lên tiếng chỉ trích bản báo cáo của đặc phái viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Ông nói rằng bản báo cáo không đúng và vì đặc phái viên nên bận tâm hơn đến đất nước Nepal của mình thay vì Campuchia. Hồi tháng trước, đặc phái viên Surya Subedi đã đưa ra một bản báo cáo nói rằng hàng loạt các vụ tranh chấp đất đai tại đây đang làm gia tăng sự tuyệt vọng và đau khổ của người dân Campuchia. Mặc dù ông Hun Sen không nêu đích danh tên ông Subedi, nhưng ông nói tác giả của bản báo cáo sai sự thật là công dân của một nước đã xóa mở hoàng gia và không có hiến pháp ngay trong lúc này. Đây được coi là lời chỉ trích mạnh mẽ nhất của ông Hun Sen nhắm vào vị giáo sư luật người Nepal, tốt nghiệp trường đại học Oxford, hiện đang nắm giữ vai trò đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Campuchia từ năm 2009 cho đến nay. Trong khi đó, các nhà hoạt động xã hội cho rằng những mâu thuẫn tranh chấp về đất đai tại Campuchia đang là vấn đề nhân quyền cấp thiết nhất tại nước này. Những vụ phản đối về đất đai đã gia tăng trong năm nay và những tổ chức này nói rằng chính quyền đã ra tay đàn áp mạnh hơn đối với những người bất đồng ý kiến. Cảnh sát Philippines bắt giữ cựu tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo vào ngày hôm qua do cáo buộc tham nhũng. Bà hiện bị giam giữ tại một bệnh viện và tòa án chống tham nhũng của Phi đã ra lệnh này vì cáo buộc nghi can đã sử dụng sai 8 triệu 800 ngàn đô la tiền quỹ sổ số, số trong năm cuối cùng bà làm tổng thống. Bà Arroyo hiện đang nằm tại bệnh viện Veteran Memorial Center của chính phủ để điều trị chứng đau cổ. Dưới chức cảnh sát, Phi cho biết bà sẽ bị giữ lại đây qua đêm và cảnh sát đang đợi lệnh của tòa để quyết định bà sẽ được tiếp tục nằm bệnh viện hay đưa về một nơi giảm giữ khác. Trước đó, bà Arozo đã từng bị giam giữ 8 tháng tại cùng bệnh viện này do một cáo buộc khác liên quan đến gian lận bầu cử. Bà được bảo lãnh ra ngoài vào tháng 7. Trung Quốc và Nam Hàn sẽ gửi các giới chức tài chánh đến dự hội nghị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản vào tuần tới. Giới chức Nhật Bản cho biết như vậy hôm qua, Trước đó, đã có nhiều đồn đoán cho rằng Trung Quốc đã có kế hoạch không đến dự hội nghị sau khi các ngân hàng tư nhân của nước này rút khỏi các sự kiện bên lề hội nghị. Người đứng đầu IMF, bà Christine Lagarde, hôm thứ Ba nói rằng cả Trung Quốc và Nhật Bản cần phải cho thấy họ có thể làm việc với nhau vì lợi ích chung. Bà nói rằng hai quốc gia này đều là những nền kinh tế đầu tàu quan trọng và không nên bị ảnh hưởng bởi vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Căng thẳng giữa hai nước đã tăng cao trong tuần này sau khi các tàu của Trung Quốc trở lại khu vực quần đảo đang tranh chấp giữa hai nước tại Biển Hoa Đông. Tuần trước, giới chức ngoại giao cao cấp của hai nước đã đấu khẩu kịch liệt tại Liên Hiệp Quốc vì vấn đề chủ quyền đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ phê việt.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ áchâu tự do.info. Quý thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnambi.rfa.org. Diễm Thi và Trân Như xin kính chào tạm biệt quý vị.